Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Tứ vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy, tuổi Đinh Sửu 1997 có vận trình tốt đẹp, công việc hanh thông, thuận lợi. Do được tam hợp cùng với tháng nên những gia chủ tuổi Sửu được quý nhân tương trợ giúp đỡ, khiến cho mọi việc đều diễn ra thuận lợi, tiền bạc ùn ùn chảy vào chật két. Để biết được vận trình tuổi Đinh Sửu trong tháng 8 âm lịch gặp được những may mắn gì, thành tựu trong tháng 8 rực rỡ ra sao và còn có những điểm gì cần lưu ý, xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Đinh Sửu 1997 có mệnh là sản hạ thủy, có đặc trưng là rất nỗ lực làm việc, cũng chẳng nề hà, gian khó mà luôn hướng tới mục tiêu đã định. Họ đặc biệt không thích ồn ào, không thích gây chuyện thị phi. Gặp những người yếu đuối, họ sẵn sàng giúp đỡ hết mình chứ tuyệt nhiên không có ý định hiếp đáp. Người này có tinh thần hiệp nghĩa hiếm có, luôn đứng về phía lẽ phải. Họ không run sợ trước cường quyền, không khoanh tay bó gối đứng nhìn kẻ xấu, chẳng nhắm mắt làm ngơ khi thấy người nguy nan. Tử vi của người tuổi Đinh Sửu rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này. Không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Các khí hỗ trợ mạnh đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân phù trợ, dễ dàng thành công thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân là chủ yếu. Các bạn còn độc thân cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Bạn chỉ cần đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi này là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp kỵ âm thổ nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Sửu nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Theo tử vi tháng 8 âm lịch, sự nghiệp gia chủ Đinh Sửu nhìn chung có hung, có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi và suôn sẻ. Bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị và hợp tác kinh doanh, cải thiện hiệu suất. Được nhiều các tinh chủ với công danh hỗ trợ, tuổi Đinh Sửu có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp hoặc khởi nghiệp thành công. Nhưng cần tỉnh táo để nhận ra đâu là cơ hội phù hợp với mình, chứ không phải ôm đồm tất cả mọi thứ, để rồi cuối cùng không làm được việc nào đến nơi đến chốn. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần hăng hái và tích cực hơn, tinh thần phấn đấu hời hợt sẽ khiến bạn dễ dàng để cơ hội trôi qua mất. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Đinh Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi cho thấy, mặc dù tài lộc của gia chủ có xu hướng tăng nhưng không quá nhiều, ít cơ hội mang tính đột phá mạnh mẽ. Nhìn chung, năm vượng vận quý nhân, bạn được nhiều người giúp đỡ, gặt hái không ít thành quả, thu về lợi nhuận tương xứng. Bạn có thể nhận được một số cơ hội trong các dự án bất động sản nhưng cần phải tự mình tính toán và nỗ lực, hoặc có thể sử dụng mối quan hệ anh em, bạn bè để đạt được lợi ích. Sau khi đã đạt được thành quả khả quan, đừng quên phân chia lợi ích sao cho thỏa đáng để vừa lòng tất cả mọi người và còn có lần hợp tác sau này nữa. Đại hao hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như đang kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức của mình. Bạn dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích, không quan tâm đến giá cả, càng chẳng cần biết mình có thực sự cần đến nó hay không. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Đinh Sửu nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại ra đi, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, con giáp này sẽ không gặp phải những nguy hiểm và tổn thương lớn về mặt sức khỏe trong năm 2022. Một số tình trạng khó chịu mang tính có thể thuyên giảm nhờ điều chỉnh thói quen sinh hoạt hoặc được điều trị dứt điểm nhờ hợp thầy hợp thuốc. Các gia chủ tuổi Đinh Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia chủ có vận đào hoa khá rực rỡ trong tháng này, người độc thân sẽ có cơ hội kết duyên với người khác phái trong những dịp tụ tập. Ban đầu chỉ là những tương tác rất nhẹ nhàng, nhưng dần dà cả hai nhận ra mình có rất nhiều đề tài chung để có thể trò chuyện với đối phương, thiện cảm tăng dần lên, cơ hội thành đôi cũng lớn hơn. Đặc biệt có người sẽ dễ gặp được nhiều điềm đạm, suy nghĩ thực tế, luôn biết quan tâm đến người khác. Sự bao dung và tài trí hơn người của đối phương khiến bạn có ấn tượng rất tốt, nhưng nam mệnh sẽ phải cố gắng để thể hiện và chủ động tạo cơ hội cho chính mình thì mới mong có được bước đột phá trong mối quan hệ của mình. Tình cảm của các cặp đôi khá bình ổn, đôi lứa vợ chồng khăng khít bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi. Tuy vẫn có những lúc tranh cãi nhưng cả hai đều biết cách điều hòa mâu thuẫn, không bất đồng trở nên gay gắt, hủy hoại tình cảm. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 8 năm 2022, kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất, phá tý, tuyệt dần. Đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 8 năm 2022, tức 3 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 8 năm 2022, tức 15 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bằng Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022, tức 27 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 8 năm 2022, tức 8 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 8 năm 2022, tức 20 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bình Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Đinh Sửu 1997 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.